Hello. Đố cả nhà biết bài gì? Hello, chào tất cả các em. Thầy mới bị report nick Facebook nên là chắc là tương tác hơi kém. Các em giúp thầy share video livestream lại về tường nhé. Các em nghe thấy gì không? Nếu các em nghe thấy âm thanh ổn thì có thể chấm cái để thầy biết là âm thanh nghe các em. Đi xe buýt chính xác. Nay mình chiến chuyên Vinh. Các bạn thì các em ơi, các em thấy hình ảnh nét chưa? Hello, Hùng Bin chơi ăn no chè rồi giờ bắt đầu học. Các em ơi, các em thấy hai dần trời nghe phát biết ngay. Em xem video livestream là về tường nhá. Tẹo thầy like xong là thầy sẽ ẩn video livestream. Mày thầy vừa dạy lớp off về, các em biết rồi đấy. Vừa dạy lớp off về xong rồi. Phi hết tốc lực cùng mình sợ về để còn dạy bọn em. Về tường. À, ok Diễm qua. Bài này là bài gì? Ôi mạng kém quá. Mà thầy kém quá các em. Lúc mở lúc nét á. Thế là chắc do đường mạng của em rồi. Hơi mở. Chết rồi, thầy còn bút thầy đâu cơ. Thầy còn đi tìm bút đã. Tại vì nãy thầy nhớ là thầy phải đi mua một cái bút đi đỏ nhưng mà lại không thấy đâu. Hôm nay thì khả năng cao sẽ không bị nóng như hôm nọ nữa. Nọ đang livestream thì đứt dây đàn đúng không em? Hôm nay thì cậu sẽ không bị đứt dây đàn nữa. Ờ, chẳng nhớ lại bút này. Không còn bút nào nữa. Hello. Chúng mình chuẩn bị bắt đầu nhá. Nóng quá nhở. Nay thì chắc chắn là full rồi. À, thầy nhìn rồi, hình như hơi mặt. Tiếp đợi thầy tẹo nha, để thầy chỉnh lại. Cái bút này biết được thầy. Giờ nét chưa các em? Giờ thầy nghĩ là chắc chắn là nét rồi. Hello.
Nghe chưa? Đây là thầy phải bật 3G rồi. Nếu mà bật 3G như vậy thì nó sẽ rất hay bị báo. Ok. Nét chưa? Nét căng như Sony chưa? Mình bắt đầu được chưa? Bạn nào chưa share thì share lại về tường chưa? Đấy, để mình oánh full bài này, oánh full đề này. Ok. Bạn nào thấy nét chấm cái nào? Bạn nào thấy nét chấm cái thầy coi nào. Chiến được chưa? Team live VIP của thầy ơi. Những bạn nào ở team live VIP của thầy giúp thầy share. Cao Quang Hảo ơi, Cao Quang Hảo share vào trong nhóm lớp mình của thầy nhá. Xong rồi share vào trong cái Trúc Thanh share vào trong nhóm lớp với lại share vào trong tin nhắn chat của lớp giúp thầy nhá. Giúp thầy share vào trong tin nhắn chat của lớp với lại vào nhóm lớp của thầy. Được chưa? Mình bắt đầu nhá. Let's go. Hôm nay vẫn chưa có bút đỏ đâu nên là chúng ta live stream bằng bút xanh vậy. Thầy bận quá chưa kịp like, chưa kịp đi mua lấy bất kỳ một cái bút nào hết. Mình bắt đầu nhá. Máy tính đâu. Hôm nọ thì sập nguồn một chấm để cho hôm nay không bị Facebook báo này, không bị Facebook report. Hôm nọ thầy livestream cho bọn em xong là thầy bị Facebook report ấy. Một chấm để mà không bị Facebook report, một chấm để mà không bị máy nóng của hãng để mà còn thấy có thể livestream được trọn vẹn cùng các em. Cái máy tính xịn của mình đâu rồi? Không có máy tính thì lao được gì à? À đây nào. Ok. Let's go, chiến đội. Bắt đầu nhá. Câu 41, các em nhớ comment đáp án nhá. 41 mấy câu này chất phết. Từ thời thượng cổ con người đã. Các em xem lại về tường nhá, hôm nay thầy chữa full. Hôm nay thầy sẽ chữa full nha. Nên là xe, xe mà lớn hơn 500 xe, lớn hơn 500 thì thầy sẽ chữa full. Sẽ chữa full. Nên là bạn nào mà chưa xe thì xe đi. Lớn hơn 500 xe thì thầy sẽ chữa full nha. Mà chữa full như như thầy chữa là các em đã biết là sẽ có lộ các cái skin như nào, nên bạn nào chưa xe thì xe ngay. Hiện tại bây giờ của chúng ta là được không biết được 100 xe chưa nhỉ. Cảm ơn Trúc Thanh đã xe vào trong nhóm live VIP. Hiện tại bây giờ chúng ta đang được là 106 xe. Bao giờ được trên 500 xe các em nhớ nha, trên 500 xe thì sẽ chữa full. Full 40 câu cộng full skin dạy nhanh. Như các em biết những câu khó luôn luôn có những skin dạy nhanh cực kỳ độc. Đó là từ thầy mình đi. Câu 41, từ thời thượng cổ con người đã biết sơ chế các hợp chất hữu cơ, cách nào sau đây là phương pháp kết tinh? Là phương pháp kết tinh nha. Làm đường cát, đường phèn từ mía, giã cây tràm cho nước, lọc lấy dung dịch màu để nhuộm sợi vải, nấu rượu để đúng uống, ngâm rượu để uống thuốc. Thế vậy là đáp án đúng là đáp án A. Đúng rồi. Cái tinh à, đường cát thì là người ta sẽ phải làm sao nhỉ? Người ta sẽ phải như chúng ta biết là xay mía ra đúng không? Xong rồi đợi cho nó làm sao nhỉ? Bay hết hơi nước đi, sau đó là mình mới được đúng không? Đấy, thì đấy gọi là phương pháp kết tinh. Tiếp tục nha. Tiếp tục nha. Tiếp tục là câu số 42 nào. Các em cùng comment đáp án câu 42 nào. 42 thì là bây giờ là đáp án nào? Đề chuyên viên lần 3 này khá là hay. Có rất nhiều câu hay hay nên là thầy sẽ hôm nay thầy live stream, thầy đang muốn là live stream full cho các em. Nếu mà các em mà share video live stream về tường được trên 500 share thầy sẽ live full chữa full luôn, full skin luôn, dã man lắm. Là tiếp tục nè, thầy có file PDF để thầy đăng lên rồi đấy em. Chất nào sau đây khi tác dụng 2V đặc nóng không có khí thoát ra? Lưu ý là không có khí thoát ra. Thế thì nếu mà không có khí thoát ra thì tương đương với nó chỉ là phản ứng axit bazơ thôi. Thế thì FeO này, sắt này sắt dương 2 còn có thể lên. Sắt dương 2 còn có thể lên vì vậy nên nó sinh ra khí SO2 không được. FeO2 lần sắt dương 2 cũng có thể lên sắt dương 3 vì vậy nên nó cũng có thể sinh ra khí SO2 vẫn đi không được. F3O4 nó còn có thể lên đúng không? Đây mới sắt dương 8 phần 3 còn có thể lên sắt dương 3 cũng không được nốt. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án C, F2O3. Hồng Ngược ơi, Hồng Ngược xe vào trong nhóm live VIP giúp thầy nhá, xe cho tất cả các bạn cùng học nhá. Ok, chờ đáp án đúng đáp án C. Nào câu 43 nào. Câu 43 đáp án gì?
43 nào các em. Comment đáp án câu 43 xem. Nghe vẻ cũng đâu có khó lắm đâu các em nhỉ? Đúng không? Thấy thấy nó cũng khá là bình thường như cân đường và hộp sữa thôi. Không có gì là quá khó khăn. Nào, câu 43 cho 16 g Fe 2O3. Nào, cho 16 g Fe 2O3. Thế mình tìm được số mol Fe 2O3 bằng 16/160 và 0.1. Phản ứng vừa đủ với V mili dung dịch HCl 1M. Thế thì mình có cái phương trình luôn. Nhưng mà thầy nghĩ rằng là các em viết cho phương trình cũng được, nhưng mà thầy muốn giải chúng ta cách giải nhanh hơn thì ta có này, một oxy trong oxit thì ăn 2H cộng đúng không? Số mol oxy trong oxit bằng 0.1 nhân 3 thì bằng 0.3. Thì nó 2H cộng là 0.6. 0.6 chia 1 thì bằng 0.6. Cái đáp án đúng mình là đáp án D. Được chưa? 600 nhá. Đáp án đúng đáp án D, 600. Thật dễ. Nào mình sang câu tiếp theo. Câu 44, chất nào sau đây làm đổi màu quỷ tím? Thế nghĩa chắc là nhiều bạn biết cái câu này. Chất nào sau đây làm đổi màu quỷ tím? Nào, chất nào làm sau đây làm đổi màu quỷ tím? Các em thử comment nào. Nào, đáp án gì? Nghe vẻ khó đấy. Hả? Có khó lắm không? Dễ chứ. Đáp án gì? Mình có này. Làm đổi màu quỷ tím nhé. Glycine này, một nhóm COOH và một nhóm NH2 không đổi màu. Vớt alanin đây. COOH NH2, một NH2 một COOH không đổi màu. Valin. Valin, chất nào sau đây làm đổi màu quỷ tím? Ở đây câu này lỗi đề à? Glycine không đổi màu, alanin không đổi màu. À, valin cũng không đổi màu, sorry. Đây, valin đây. OOH NH2, một nhóm COH, một nhóm NH2 không đổi màu. Đáp án đúng đáp án A, lysine. Lysine có hai nhóm NH2, đúng không? Một nhóm COH chính xác, Đức Lại đúng, Tường Vi đúng. Đấy. Bạn nào chưa xe bao nhiêu bạn muốn thầy giải full? Nào, những bạn nào muốn thầy giải full thì chấm cái. Bao nhiêu bạn muốn thầy giải full đề này? Giải phun đề này thì chấm một cái. Bao nhiêu bạn muốn thầy giải phun đề này thì chấm một cái nào. Bao nhiêu bạn muốn thầy giải phun đề này thì chấm một cái. Nào mình có tiếp. Trong máu người luôn có nồng độ glucid không đổi là 0.1%. Các em lưu ý nha. Nếu hôm nay được trên 500 xe, lớn hơn 500 xe thì thầy sẽ like giải full 40 câu. Trong máu người luôn nồng độ glucid không đổi là 0.1%. Nếu lượng X trong máu giảm đi thì người này mắc bệnh suy nhược, ngược lại lượng X trong máu tăng lên, chắc chắn trong máu người là có gì? Glucose. Đáp án đúng đáp án này. Câu 46, đây là hóa học về môi trường đây này. Đây là câu hóa học và môi trường đây này. Nhiều bạn là đi tạch câu này này. Đúng không? Nhiều bạn là tạch câu này đấy. Nào thử xem nào. Đáp án gì nào? Môi trường không khí, đất, nước xung quanh nhà máy hóa chất thường bị ô nhiễm nặng bởi khí độc, ion kim loại nặng và các hóa chất. Biện pháp nào sau đây không thể chống ô nhiễm môi trường? Không thể nhé. Sử dụng công nghiệp hiện đại, nhiên liệu sạch để chống được. Thực hiện chu trình khép kín được, hệ thống xử lý chất thải được, xả chất thải trực tiếp ra môi trường là không thể. Đúng chưa? Vì vậy đáp án đúng chúng ta đáp án B. Xe được trên 500 xe thì sẽ được live full. Những bạn nào các em có thể xe vào trong nhóm lớp này, có thể tổ chức xem chung ở trên trang cá nhân này cũng được tính. Có thể xe vào trong các nhóm lớp mà các em làm thành viên, vào trong các nhóm chat của lớp mà em làm thành viên thì đều được tính là một xe. Đấy, để các em xe giúp thầy. Nhá, xe vào trong nhóm lớp. Đấy, để cho các bạn cùng có thể nhìn thấy, để cho các bạn cùng có thể học. Ok. Nào. Câu 47. 47 đáp án gì các em? 47 đáp án gì nào? Trong các kim loại sau kim loại nào không phải kim loại kiềm thổ? Úi dồi ôi. Không phải kim loại kiềm thổ. Không phải kim loại kiềm thổ mà. Canxi kiềm thổ đúng không? Magie kiềm thổ. Beri kiềm thổ, natri là kiềm. Dê. Câu 48. Cho các chất sau có bao nhiêu chất tác dụng đối với dung dịch HCl?
bao nhiêu chất tác dụng đối với dung dịch HCl cơ mà. HCl nhá, mình nhìn này. FeNO3 3 lần không tác dụng HCl. FeCl2 không tác dụng HCl. HCO3 trừ ăn được HCl này là 1. AlH3 lần ăn HCl là 2. Là có 2 chất thôi. Nhìn lại nha, FeNO3 3 lần không ăn HCl. FeCl2 không ăn HCl. Hai thằng này ăn. Vậy đáp án đúng đáp án D, 2, chính xác. Đào Ngọc Hùng với Đào Ngọc Hùng xe vào trong nhóm lớp mình giúp thầy nhá. Trúc Thanh xe vào trong nhóm lớp mình giúp thầy. Mình sang câu tiếp này. Câu 49. Câu 49. Polymer nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh? Câu 49. Polymer nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh? Polymer nào mà có cấu trúc mạch phân nhánh nhỉ? Polymer nào có cấu trúc mạch phân nhánh nhỉ? Thằng nào? Polymer nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh? Cellulose không phân nhánh, polyethylene không phân nhánh, amylose không phân nhánh. Và có phân nhánh là gì? Amylopectin. Đáp án đúng đáp án C. Câu 50. Khi cho chất X vào dung dịch kiềm, lúc đầu thu được kết tụa màu trắng hơi xanh. Sau đó chuyển thành nâu đỏ ra ngoài không khí. COH 2 lần mà vào dung dịch kiềm thì thu được kết tụa là COOH 2 lần kết tụa trắng xanh. Tương tự MgSO4 mà vào thì thu được kết tụa trắng. AlCl3 kết tụa trắng. Chỉ riêng thằng FeS4 vào kiềm thì thu được FeOH 2 lần kết tụa màu trắng xanh. Để lâu trong không khí thì chuyển thành màu nâu đỏ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A nha. Câu 51. Kali nitrat được dùng làm phân bón và để chế tạo thuốc nổ. Công thức của kali nitrat là K. K gì? KNO3. 51 giây. Chính xác. Văn Tân ơi, Văn Tân bị nhầm mất rồi. 51 giây đúng, mai đúng. Câu 52. Rất tốt. Đinh Thị Trang 52 xem gì nhá, xem có giống như bạn Đinh Thị Trang làm không nhá. Trong công nghiệp kim loại crôm được điều chế bằng phương pháp nào sau đây? Công nghiệp nhá. Thì crôm là không bao giờ điện phân nóng chảy, chẳng bao giờ điện phân dung dịch, không bao giờ thủy luyện đúng không? Mà dùng gì? Nhiệt nhôm. Crôm thì chắc chắn là dùng nhiệt nhôm. Đáp án đúng đáp án B. Câu 53. Các em cùng comment đáp án 53. 53 chọn đáp án nào cho phù hợp bây giờ nhỉ? 53 giờ chọn đáp án nào bây giờ cho phù hợp nhỉ? Đáp án gì? Ok. 53. Benzin acetat mùi thơm của hoa nhài. Benzin acetat là gì? CH3COO benzin CH2C6H5 đừng bị nhầm nhá. 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon. 9 carbon, C9. H3 2 là 5, 5 5 10, C9H10. H8 vứt. H10 lấy. O mấy? O2, O4 vứt. Đáp án đúng đáp án B. Em nhìn kỹ chưa? Thầy viết đây này. Benzin acetat này. Acetat gốc benzin. Được chưa? Nên là đáp án đúng phải là đáp án B. Phạm Phụng đúng, Võ Trúc đúng. Đấy, thầy thấy nhiều bạn bị nhầm lắm. Rất nhiều bạn bị nhầm chỗ này khổ thật ý. Đúng không? Không sao cả. Bây giờ chúng ta biết được là chúng ta nhầm thì chúng ta còn có đường mà chúng ta sửa được. Chứ nếu mà không thì chúng ta không bao giờ sửa được. Được chưa? Đấy, may mắn ấy. Thật là may mắn luôn. Nào, chúng ta tiếp tục. Chúng ta tiếp tục. Chúng ta tiếp tục nha. Sang câu tiếp theo. Câu số 54. Câu 54 này. Nhớ nha. Nhớ điều gì? Hôm nay nếu trên 500 xe thì thầy sẽ giải full. Thì thầy sẽ giải full chuyên vịt. Ok. Câu 54. Chất có khả năng tham gia phản ứng cộng với hydro xúc tác đi kèm đúng nóng là C2H5OH thì không ăn hydro, vứt. CH3NO2 không ăn hydro, vứt. CH3COCH3, CO thì không ăn nhưng CH3 thì có ăn. CH3COHCO không ăn. CH3 em nhìn kỹ nha, CH3 này.
CH3COOCH nối đôi CH2 đúng chưa? Có nối đôi CC này, ăn này. Đáp án đúng, chúng ta đáp án C. Ăn. Câu 55. Câu 55. Xà phòng hóa ST2 trước có công thức phân tử C5H8O4. Đấy. Xà phòng hóa STX có công thức phân tử là C5H8O4. Xà phòng hóa là cộng với NaOH. Thu được sản phẩm có khả năng hòa tan siêu hát 2 lần tạo dung dịch xanh lam. Hòa tan siêu hát 2 lần, thế bây giờ chúng ta nhìn đã, C5H8 này. CnH2n-2. Vậy thì thằng này có dạng là đánh nhất là sen phun thì là CnH10 đúng không? Thì nó có 1 pi, vậy CnH8 thì nó có 2 pi. 4 oxy mà đề bài nói chúng ta là hai chức, đúng chưa? Hai chức. Vậy tương đương với lại là FTNO mà hai chức. Thủy phân ra được sản phẩm có khả năng hòa tan siêu hát 2 lần X cộng Y. Thì cứ cho là có phải bị mờ. Chắc là do mạng của em rồi chứ các bạn không thể nói bạn nào bị mờ cả. Y tác dụng với COOH 2 lần tạo thành dung dịch màu xanh lam. Vậy thì tương đương với việc gì? Tương đương với việc Y là có OH đa và kề. Được chưa? Y có OH đa và kề. Đấy, thế thì tương đương với việc mà Y có OH đa và kề thì chúng ta lại chú ý thêm một điều. Chúng ta lại chú ý thêm một điều nữa. Đấy là gì? Ta có các cái trường hợp sau. Hoặc là C C này, OH đính đây này. OH đính đây này. O O C. Đây, thường O. O C. Đúng chưa? Thì đây, đến đây mới gọi là hai chức này. Nhá, đến đây mới gọi là hai chức này. Thế vậy ở đây thì mình có thể này. Mình có mấy carbon? Đến 5 carbon rồi. 1 2 3 4. Vậy là một thằng CH3 đứng đây. Thì thằng HCO đứng đây. Đúng chưa? Vậy đây là 1. Bởi vì thằng này có trục đối xứng mà. Thằng này trên hay thằng này dưới đều như nhau. Đúng chưa? Tiếp tục này, mình vẫn còn một anh nữa. Mình vẫn còn một anh nữa. 3 carbon CCC O O C O O C đủ 5 chưa? Thì là H H. Đây là thằng số 1. Đây là thằng số 2. Được chưa? Vậy ở đây mình có mấy? 2, chính xác, đứt lại, chính xác. Có 2 anh thôi. Chỉ có 2 anh. Đây là anh số 1, đây là anh số 2. Được chưa? Nếu chỉ ẩn 2 này xuống dưới này cũng như vậy. Vậy đáp án đúng mình là đáp án D, 2. Câu 56 này. Chắc hơi khó nhỉ? Thế đang là dễ mà các em hiểu bài không? Các em ơi, các em có hiểu câu 54 này thầy giảng không? À, các em có hiểu câu 55 này thầy giảng không? Bạn nào không, bạn nào hiểu thì chấm cái để thầy biết là thầy giảng các em hiểu nào. Các em có hiểu cái câu 55 này thầy dạy không? Bạn nào hiểu thì chấm cái thầy biết để thầy biết là bọn em cũng hiểu bài. Câu 56 này. Nhóm các vật liệu được chế tạo từ polymer trùng ngưng. 56. Nhớ nha, trên 500 xe thầy sẽ giải phun. Xem được bao nhiêu xe ạ? Trên 500 xe thầy sẽ giải phun đề này ngày hôm nay. Các em xem có sáng không? Sáng rõ không? Hay là tối? Nào mình tiếp này. Mình sang câu 56. Nhóm vật liệu được chế tạo từ polymer trùng ngưng. Chúng ta lưu ý trùng ngưng nhé. Anh cao su là trùng hợp. Cứ thằng nào cao su là trùng hợp rồi. Thủy tinh plexiglass cũng trùng hợp. Vứt rồi. Được chưa? Vậy này. Ni lông 6,6. Ni lông 6 là trùng ngưng. Láp san. Đấy. Visco. Đấy. Thế bây giờ mình còn phân vân giữa láp san và visco. Thằng nào là thằng trùng hợp mà thằng nào là thằng trùng ngưng. Được chưa? Thế vậy ở đây mình có từ trùng ngưng thì nó phải sinh ra nước, hoặc visco là không. Visco là mình ngâm vào gì? Cellulose ngâm vào. Đúng chưa? Hello Dũng Direct. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta 56 rồi, là đáp án C. Láp san thì là trùng ngưng. Chính xác. Câu 57 nào. 57 nào. Đốt cháy. Nhớ là 500 xe thì chúng ta sẽ được giải full đề này tối ngày hôm nay. Không quan tâm đến mấy giờ. Chúng ta sẽ giải cực kỳ trâu chó nha. Đến bao giờ full thôi. Wow. Mới được có 192 xe. Chúng ta vẫn còn cách cái mốc của chúng ta là 300 xe nữa. Bạn nào chưa xe vào trong nhóm lớp hay là xe vào bất kỳ một cái group chat của bọn em thì xe nhanh đi nhá.
Hoàng Tấn Dũng. Ok, chào em. Câu 57. Câu 57 nào. Đốt cháy hoàn toàn một amino acid. Đốt cháy hoàn toàn một amino acid, phân tử có một nhóm NH2. À, phân tử này một nhóm NH2, vậy thì đặt nó đi là CXHI một nhóm NH2, vậy là NOZ. Thu được CO2 8,8 chia 44 bằng 0,2 cộng với lại nitơ 1,12 chia cho 2,4 bằng 0,05. Bây mình bảo toàn nitơ mình có 0,05 này nhân 2 này thì bằng 0,1. Vậy đến đây mình tìm được số nguyên tử carbon bằng 0,2 chia 0,1 thì nó bằng 2. C2 loại đáp án B, loại đáp án A. Đúng chưa? Một amino acid X có phân tử có một nhóm NH2. Thế thì nó chỉ có thể là nào? COOH này, hai carbon CH2 này, NH2 chỉ có anh này thôi. Vậy là C2H5. Đáp án đúng đáp án D. CH5. Được chưa? Đáp án đúng đáp án D. Câu 58. Câu 58. Cho M gam hỗn hợp gồm axit acetic CH3COH, acid oxalic COH, acid glutamic 1 2 3 4 5 OOH HOO NH2. Tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH. Thu được dung dịch chứa M cộng 8,8 gam muối. Đây là M này. M cộng 8,8 gam muối này. Thế các em chú ý ở đây chúng ta có một cái chiêu kinh điển thế này. Đây là mình thấy là M tăng đúng không? Thì ta có phải là nhóm OH trừ ăn với nhóm COH đúng không? Vậy mình có này, số mol nhóm OH trừ chính bằng số mol nhóm COH và chính bằng M muối. Lưu ý nhá. Trừ đi M acid chia cho, nhìn kỹ này. Khi mà tác dụng với natri thì phải nhóm COH, 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 COH này biến thành nhóm COONa không. Có nghĩa một hydro vứt đi thì một natri thêm vào. Vậy là vứt đi một hydro là trừ 1, thêm một natri vào là thêm 23. Vậy có phải bằng M cộng 8,8 trừ M thì bằng 8,8 phần 22. 8,8 phần 22 thì bằng bao nhiêu vậy? Các em nhỉ? 8,8 chia 22 0,4. 0,4. À, vậy 0,4 thì số mol OH trừ bằng 0,4. Hay chính là số mol NaOH bằng 0,4. 0,4 mà chia cho 1 thì bằng 0,4. Đáp án đúng đáp án B, 400. Dễ ợt. Bạn nào chưa xe lại về tường thì xe nhanh nhá. Xe nhanh đấy, cái đề này cực kỳ hay. Đề chuyên Vinh lúc nào cũng hay luôn. Câu 59. Chúng ta chuẩn bị được đến cái mốc đầu tiên là mốc 5 điểm. Câu 59. Cellulose trinitrate. Ok em ơi, các em lôi máy tính được, các em bấm tính xem nào. Sao lại đuối vậy nhỉ? Bấm xem nào câu 59 đáp án gì. Ở đây nhiều bạn, rất đông bạn theo dõi mà lại rất ít bạn comment trả lời. Máy tính đâu đừng có lười. Nếu mà học thầy mà lười là sẽ toi đấy. Một lần gần thi rồi, còn một tháng nữa thôi. Cố gắng lên. Hết sức đi, hết tốc lực đi để nhìn xem nào. Bạn nào chưa xe thì xe lại. Bạn nào xe rồi thì lấy máy tính ra, bấm với thầy. Khẩn trương. Nào ta có. Nào mình có. Câu 59 à. Cellulose trinitrate. Cellulose trinitrate được điều chế từ axit nitrat xúc tác axit sulfurat. Cellulose trinitrate. Đây, mình thầy xây dựng lại. Đánh nhau C6H10O5. Nhưng mà nó do con 3 nhóm OH nên nó còn là C6H7O2 OH 3 lần ăn HO NO2 là HNO3 đấy, để tạo thành C6H7O2 NO3 3 lần, đúng không? 59,4 kg. Đây thằng này, vậy là 559,4 chia 297. 59,4 chia 297 bằng 0,2 mol. Có phải 3 gốc NO3 thì cần 3 này không? Hiệu suất 90% là 0,9. 0,2 x 3 chia 1, lưu ý nha. 0,2 x 3 chia 1 thì bằng 0,6. Thuận phải nhân, nghịch phải chia. Đây là chiều nghịch, chia cho 0,9. Được chưa? Vậy là 0,6 chia 0,9.
Đấy, được bao nhiêu? Giá trị của M. M đề bài hỏi chúng ta là M của cellulosat điều chế đặc đun nóng cần dung dịch M kg acid nitric. Vậy anh này nhân với lại phân tử khô quát NO3 là nhân với lại 63. 42. 42 phải đáp án đúng, chúng ta đáp án A. Trúc Thành chính xác, rất tốt. Đấy. Sao? Bây giờ mốc câu 60 một câu hỏi hình vẽ. Mốc này mốc lấy 5 điểm đây. Xem bao nhiêu bạn được 5 điểm này. Bao nhiêu bạn comment đúng ở câu 60 này đây. Xem nào. Liệu bao nhiêu bạn comment đúng. Các em ơi, các em chú ý nha. Hiện tại thầy vẫn up video lên channel. Các em chú ý này, hiện tại này thầy có chuỗi live 20 giờ tối thứ tư là live chương trình lớp 11, tổng ôn lớp 11. Tổng ôn lớp 11 cho các em. Chú ý theo dõi nhá. Chuỗi live 20 giờ tối thứ tư tổng ôn lớp 11. Còn tối thứ hai 21 giờ 30 là giải đề. Nhớ chưa? 21 giờ 30 giải đề tối thứ hai này. 20 giờ tối thứ tư là tổng ôn chương trình lớp 11. Chú ý để theo dõi xem nhá. Buổi tối thứ tư tới. 20 giờ tối thứ tư tới là thầy live về Hydrocarbon. Nhớ theo dõi nha. Đấy, tổng ôn luôn ngay bây giờ đấy. Câu 60 này. 60 cùng xem kỹ thầy chữa này. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí y từ dung dịch chứa chất X. Chúng ta nhìn này. Khí y này thu phương pháp rời nước. Vậy tương đương với lại khí y không tan trong nước. Đúng chưa? Khí y không tan trong nước. Mình thấy này, NO2 điều chế khí y NO2. NO2 tan trong nước không? Nitơ không tan trong nước, CH4 không tan nước, nhưng clo tan trong nước, tạo nước clo. Đúng chưa? Vậy loại này. NO2 mà có oxy cũng bị tan. Được chưa? Từ dung dịch chứa chất X. Đun dung dịch X bão hòa. Chẳng bao giờ phải đun CuNO3 bão hòa mà thu được NO2, vô lý. Đun CH3CONa nhưng không phải dung dịch, thằng này phải rắn. Không phải. Vậy chỉ có thể NH4NO2 và nitơ. Khi mà thầy đun NH4NO2 ấy thì nó ra được là N2 cộng với lại H2O thì thu được nitơ, thu bằng phương pháp rời nước. Bởi vì anh này ôn 12 thì thầy sẽ sắp xếp sau nhá. Hiện tại giờ bước 1 ôn 11 đã, bởi vì nhiều bạn quên hết 11 rồi. Đúng không? Học gần 1 năm là quên gần hết rồi. Mà các thầy cô các em cũng chẳng ai ôn 11 thì giờ thầy ôn 11 cho các em. Nên chú ý nhá, tối 20 giờ tối thứ tư live hydrocarbon chuỗi live 20 giờ tối tổng ôn lớp 11. Tuần này là hydrocarbon. Được chưa? Còn các em chú ý nhá. Các em